Asian face. Yep. I think most of them are Vietnamese and then Chinese. That's right, they all. Hello mọi người, hiện tại thì Thanh đang ở trường Essendon Keller College. Đây là một trong cái trường cấp 3 tại Việt, tại Úc, mà Thanh thấy là đa số các bạn học sinh tiêu biểu á, mà ở trên cái bảng danh dự hồi nãy á, Thanh có quay cho mọi người á, thì đa số là người Việt Nam của mình, rồi sau đó là mới đến người Trung Quốc. Và cũng rất là vinh dự tại vì ngày hôm nay là Thanh được gặp hiệu trưởng luôn ha, với lại là một cái cô chuyên phụ trách thị trường Trung Quốc với lại là Việt Nam, tức là thị trường quốc tế á. Thì cái cô đó là cô chuyên về tuyển sinh các bạn học sinh ở Việt Nam qua. Vì vậy là Thanh cảm thấy mình kiểu cũng rất là vinh dự được mời tới đây và làm việc cùng với hai người đấy. Thì hy vọng là cái cuộc làm việc của Thanh sẽ thuận lợi. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Hello, Pavilion. Make up your own code. Hiện tại thì Thanh đang ở trong căn phòng mưa rồi đó mọi người. Và người ta nói là khi mà Thanh đi đến đâu là mưa sẽ dừng tới đó. Để Thanh thử thì sao nha. What do you think about rain room? Wet. I'm wet. Look at it. Tình hình là the rain room, người ta kêu là không có ướt nha mọi người, nhưng mà mọi người có thể thấy tóc của anh rồi đây, ướt hết rồi, ướt hết rồi, mọi người thấy không? Thực sự ra thì có thể nói là do lỗi của Thanh một phần nữa, tại vì người ta dặn là phải đi thật là chậm. Thì dù cho nguyên cái phòng đó nó trời mưa, nhưng mà mình nếu mà mình đi chậm thì nó sẽ không có mưa ướt mình. Nhưng mà tại vì Thanh đi hơi nhanh, đối với Thanh là nó chậm nhưng mà chắc là đối với cái phòng đó nó vẫn còn nhanh á, nên thành ra là Thanh mới bị ướt như thế này. Bạn Thanh đi chung thì cũng bị ướt nhưng mà ít thôi, còn Thanh thì bị ướt nhiều hơn. Nên mọi người thấy tóc Thanh ướt hết rồi, áo cũng ướt luôn. Nhưng mà Thanh nghĩ đây cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị, bởi vì nó hơi bị lạ luôn á mọi người. Đi trong một cái phòng trời mưa nhưng mà mình đi đến đâu thì mưa nó sẽ giống như là tránh mình tới đó, mình đi đến đâu là ngưng mưa tới đó, thì nó cũng là hay. Thanh nghĩ là một trải nghiệm khá là thú vị khi mà mình đến Úc, mình có thể đi tham quan để cho mình biết thêm. You wanna see outside or inside? I wanna go inside. How are you? Beautiful, wonderful place. Thank you. So really fine. I'm not trying to talk. Just want to go. I'm the answer to all.
여기 잠시 널 떠올린 거야 Say I'm really fine I can't control I miss you baby 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 So, I usually have the red one, but I'm not sure.